Đây cái kệ rửa chén làm hai bằng thau nhôm nha. Nó thau 6 tấc 6. Đây quay tổng quan nè. Rất là gọn nha. Ăn cơm gì chén bát đổ ra rất là gọn nha. Đây hai bên hai miếng inox, còn ở trên đây kệ úp vi úp mũ như làm hai kệ nha. Còn ở dưới úp được rất là nhiều đồ nha. Rửa rất là gọn nha, rửa xong mình úp bên trên được luôn nha.